chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Ông đang mua cái gì về đấy? Hả? Lại laptop à? Cái đống laptop là của ông vẫn chưa đủ à? Nhà tao thì cái gì nhìn thấy đấy à? Thằng Lương nó có con này nó bán rẻ cho anh đấy. Có 2 lít thôi. Bao nhiêu tiền đổ rồi hết cả vào laptop? Mẹ nó chả biết gì cả. Biết cái gì? Siêu tầm. Bố bà, bố bà. A few moments later. Ôi. Ôi. Cái đồng máy tính chỗ này của chồng đâu rồi? Vừa nãy ấy, Dũng hâm nó ở bên cạnh của mình đây này. Sao nhá? Nó thích thì đống laptop phải giảm mang lên. Nó giảm lên 5 lít một chiếc. 5 lít một chiếc, em bảo đâu? Em bán nó rồi. Lời thế thì chả bán thì sao? Mai chồng nhớ lại mua